nghiệp bảo là ố cái khoản đầu đâu rồi, không phải lấy giàu hả, là lấy tiền. Rồi hết rồi anh chị ba, khóa ba, xem lại bé trên này. Chưa bấm mà liêng quay ghê lắm. Lấy rồi, phải là 20 phút rồi. Quay từ bây giờ. Solo, đảo đi anh. Đảo đi anh ơi. Thủ môn tuyển mà. Ôi, phí quá, phải sượt qua, không sao đâu. Đá lắm lại dưới đây. Dưới đâu đó đây. Dưới lại dưới, không người đây. Đâu, đâu. Đâu, 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 trận hiệp trước là mình ghim vi bàn, nhưng lại từ đầu, lại yêu nhau lại từ đầu. Hay quá anh Dương ơi. Đang hát đấy. Thôi đưa chị cầm cho em, cứ bắt đi. Đưa chị cầm đây, em cầm. Thanh niên cũng đánh đầu. Đánh chán. Hay quá Hiền ơi. Ôi. Hay quá. Nhưng mà mình toàn suốt những pha nhẹ nhàng, không căng, hiểu là bị đánh lừa được thủ môn ấy. Kiểu cái sức sừng đứng dưới đáy rồi đấy cả. Thế là thủ môn chết rồi. Thế là sừng. Kiểu suốt không mất sức. Kiến sức cái hàng thủ môn. Anh Hùng cho em câu xúc căng căng tính cho thủ môn nó bắt. Thủ môn nó chân nó đang dài quá, không việc gì nó làm rồi.
đấy 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 thủ môn nhà mình đấy, nó rảnh quá mà căng lắm rồi đấy, đấy căng lắm rồi đấy, căng quá rồi đấy. Thằng thủ môn này sút căng thôi, anh cứ sút mềm, sút nhẹ không thích bắt, nhẹ không thích bắt, bắt vô thằng vô cái thằng nó vào khi cứ thích làm người khác người cơ. Cần bị khuyên động hơn. Mấy rồi, mấy rồi. Bây giờ bên này đang dẫn trước rồi. Mấy rồi, anh em mấy rồi? Như Thanh Hoàng đang dẫn trước đúng không? Như đội mình đang dẫn trước đúng không? Không, đang đều, đang đều. À, đang đều à? Đang... Như là 5 đều. Đang đều. Anh bảo là anh đá căng lên để em đá căng lên để cho giờ nhanh có thật kết quả thế 3 giờ. Rồi, có người thay đâu. 9 người. Mệt. 9 người cũng mệt. Cũng mệt rồi. Đội anh Trường là bao nhiêu người ạ? À? Đội anh đông đủ là bao nhiêu? Đang giải thì mấy chục. Đúng không? Đang giải thì mấy chục. Và đang tập như thế này thôi đúng không? Đấy, ông này phải kết quả lao một kiểu ấy. Nhờ, sao bây giờ đá căng căng một tí. Đá đi anh ơi. Cho cho nó mệt. Đuối lắm rồi. Đuối lắm. Đuối vì đội bạn không không được thay. Bộ em chơi sân 5 giờ, anh là tiếp rồi. Kiểu có đội nào mà. Thì đá vào. Em có sức, em sợ đấy không không có sức thôi. Mình cứ chèn nhau thôi, mình không bận thì cứ ở lại. Thôi, ở lại đá cho vui thôi anh. Giao hữu đội kia bạn thế. Nếu đội anh còn sức. Ui trời. Tuấn Anh ơi nè, Tuấn Anh ơi. Tuấn Anh kìa, Tuấn Anh chất gỗ. Tuấn Anh ơi, là Tuấn Anh ơi. Thầy em nhộn cả đầu đẹp quá mà. Tuấn Anh ơi, Tuấn Anh. Này ba bạn lúc này chắc sau đi đá giải luôn chứ. Dạ. Sau khi tham gia đã giải chứ. Giải nào ạ? Giải nữ à? Đội em không có đủ người. Giải nữ. Có gì gì không anh? Anh ơi, anh ơi, đội em không có một người. Ông ấy chưa giải mình đi đá ở dưới này Ibaraki được giải nữ cổ động viên. Giải đấy có cả nữ cổ động viên rồi. Ôi sao không bảo em đi? Mình có đá đâu, mình có đá đâu. Anh ơi, đội 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 đấy cái giải đội đấy. Thế sao chứ không bảo đội mình đi thì em đi. Ban tổ chức còn có giải đấy mới kinh chứ. Không bảo sớm để em muốn biết đi. Em thì cũng đội bạn cũng được. Không biết là tiêu chí như thế nào để nhưng mà không có tiền. Không cần tiêu chí. Chỉ có mỗi cái tờ lưu niệm thôi. Được rồi. Không nếu mà lưu niệm thì tí em về em làm mỗi giải một cái. Thế chừng nào? Tại vì như là nó từ ra ở đâu ấy. Ở dưới kia là nó cũng tổ chức đá giải nữa thế nào ở đây là. Nếu như mà phải có đội cơ gốc. Đội thì cứ gọi về đá đi. Nó tuyển thì đang xa đá đúng không? Không. Bây trời này. Đúng nhau à? Không có đá bóng nữa. Đá người chỉ giúp chân đá thôi. Không được chỉ giúp chân đá thôi. Nên Thanh nó sẽ đưa một đội karate của em nó về. Không, nếu đi đá em phải thay đổi. Tìm tôi con đô chị ạ. Tôi con đô chỉ chân chơi nó chơi thôi. Ôi em xin học tình con đồ lắm nhưng chưa được học. Bên đây là nó đang mệt rồi. Em về là em học. Sao em tưởng chị về Việt Nam hả? Sắp về thấy đang ảnh gia đình điên à ảnh ghét thành nhìn bù láo lắm nhìn vào các này cũng chưa giải thích đâu tiêm đăng có thượng phụ kìa sao không để được nhật anh em lấy sợi để cho vô sinh ôi phí quá phí quá còn đấy nhà ra kiểu siêu phẩm siêu phẩm không phải đã thăng hoa em quả mấy quả tùng lại lấy mọi ôi trời Tùng lại lấy mông đè người ấy ạ. Anh chị mà anh Tùng nó nhãn đồng. Đó. Mà anh Tùng nó nhãn đồng gì nữa. Ở nhà sau này có người bắn chứ. Không đội bỏ ở em đi đá bóng thì hơi ác liệt đấy chị ạ. Ôi bóng bóng ai đá bóng ra đi, đá ra đi. Chị em ơi, cái võ của chị đi, con gái đứa nào cũng mà tuần 2000 toàn ai đen thôi. Sợ con gái ấy. Mà chưa thấy cả anh cũng nhiều quá nhỉ. Là đánh thi nữa mà. Ôi. Đạp hôm nay vẫn đen lắm. Chưa có duyên nghi bàn. Đang đứng tấn. Đội võ ở trên kia đấy. Tôi đi vào đây, nhưng mà lâu lắm được đi đâu. Điều đông quá. Còn hoạt động đi. Còn hoạt động mạnh luôn. Còn mạnh hơn. Đi mạnh nhưng mà loãng như chị. Nên tập không thấy tập còn thấy mấy cái năng quăng. Vào không tập không thấy. Ôi trời. Anh Dương thì Dương hứng được. Hứng được mấy quả thì không đâu vào đâu. Đèn lắm. Đèn lắm. Em nghỉ lâu quá quên rồi.
không hiểu ý nhau nữa rồi. Không, nhưng mà đá ngày rồi lắm. Thường Nhật Bản à? Hay quá. Thường thương Nhật Bản, thường thương Trung Quốc không? Buồn cười. Nhưng đi vẽ xong đi về. Nhật cũng đá được một trận chị ạ. À, cũng đá được một trận. Thuê 4 tiếng rồi. Tọc xong rồi đau. Nhưng sao phải ăn lẩu lại ngon? Con đấy chữ đi. Không đi, lẩu mà. Nên là chứ không được ăn lẩu. Mệt thì mình là gần được hai tốt đúng không? Mình đây có hai đội, mình nhưng mình đá được hai đội. Anh ơi, luôn. Hay ơi, hay quá. Mệt nhưng vẫn ghi bàn, thế là vẫn chất lượng. Ôi đá ba giờ luôn. Hòa bây giờ hòa, bây giờ là hòa. Những bên là hòa đúng không? Thua một chị, thua một, vẫn thua một. À, hòa. Quậy vào quả rồi quên. Hòa. Quên. Hòa. Em quên. Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Em quên, chúng ta lại không đều. Nhưng mà hay rồi, thế này là hay rồi. Thế này cũng được, cứ phải kiểu dượt này hòa xong rồi ấy. Một đội có rồi đấy, căng thẳng. Còn nếu mà bị dẫn nhiều quá, hoặc khơi nhiều quá, lại không muốn. Là nó không muốn đá thì mất bỏ. Anh, em này là rất tốt. Nhưng mà vì không người thay thôi. Không, mình đi tập luyện mà, chứ không phải là thi đấu đâu. Thi đấu là... Mình có vui mà. Thi đấu là mình sẽ biết đội hình ấy ngồi thế nào. Anh là đá cho Coca hay là Thanh Hóa? Thanh Hóa mình không bị chỉnh. Thế đợt vừa rồi bố anh đi đá giải gì? Ôi trời, hay quá anh Hiền đây. Mình vô địch báo, hát cho nó xong vào rồi. Không, vừa rồi chắc mấy anh em Thanh Hóa đi đá. Anh không đi à? Đúng rồi, mấy anh em Thanh Hóa gọi thêm. Đấy, Quảng Nam đấy, ở đi ba đây. Nhưng mà anh không đi. Mỗi đội mấy người đấy. Em cũng định có mỗi đội người. Lấy cái không, căn bản nó xa quá. Xa mà. Ngày trước em đi ở đấy. Đá có 15 phút thôi. Ở đấy gì nhỉ? Rồi đá không đi xong rồi sau những đợt mà người ta bảo là sau mấy đội rút nữa. Anh rút. Ừ, sau mấy đội rút. Không, sau mấy đội rút nữa thì mới thêm đội Kizuna với cả đội trên này thì trước là mình có Kizuna tham gia đâu. Mình rút đầu tiên luôn. Mình rút đầu tiên. Nhưng mà giải đến lãi. Rút không được trả lại tiền tham gia giải. Thì là tính lại thêm được mấy man. Đây là anh có tất ra mất ừ tổng máy bên này như thế không mạnh lắm đâu, tự nhủ mình nó sẽ không mạnh lắm đâu. Ôi được mấy bao nhiêu em? Ôi anh ơi, mấy em thắng hai bên anh phải sao gì lắm hai gì lắm hai tôi lắm hai á tôi lắm hai á tôi lắm hai hai đứa cãi nhau đi ra xa một tí đâu ảnh hưởng vào đi anh ơi ảnh hưởng cái mồm bà vào trong này không biết anh ảnh hưởng đến hàng trăm người hâm mộ đang xem sợ thằng cắn trái phải cẩn thận nó chui qua khe đấy hay quá anh ơi. Chỉnh như thế thật. Anh nhìn thôi nhưng thật. Lên. Hay quá. 5 phút nữa. Hùng ơi, hay quá, bao rồi, rồi phí thế, ấy nhập vào là quái thân nhập vào thì đẹp.
Đấy, thân nhập vào Hiền là liền là đẹp. Đứng trước khung thành luôn. Ui, hay quá. Cẳng đét luôn. Hai bên ban bật thì tốt rồi. Nhờ bên mình toàn là gọi là sút gần. Ui, giờ 3 phút chứ. Bên kia toàn sút căng sút xa. Thế mới hay. Một bên là sút kiểu một bên mềm mại, một bên là kiểu kỹ thuật. Kỹ thuật. Cái câu thực dụng chị. Hay là mày làm chị buồn quá em ạ. Sao lại nói thực dụng bao giờ. Còn 5 phút nữa thôi, chúng ta sẽ ghi được mấy bàn nữa. Thôi em lại không biết. Anh nha. Nhưng bảo mệt thì mệt, nhưng mà có bóng vẫn chạy vẫn căng nhá. Đúng không? Ờ, theo quản lý. Chạy hết mình ra lát nữa. Đến lúc mà chạy xong mới biết là mình mệt. Cố bóng nha. Hay quá. Ôi. Không, đến hẳn 3 giờ luôn. Hôm nay bảo đến hẳn 3 giờ luôn mà. Rồi nghỉ luôn. Đôi kia đá chậm 5 phút nữa. Đấy. Ngân bảo là anh đang có sức. Ngoài sức khỏe anh không có gì. Anh Hùng đang khỏe mà. Ngoài sức khỏe anh không có gì. Ui trời. Và ôi trời ơi. Ban bật tận cung thành đi chơi. Thân nhập. Ui, quả đấy mà vào nữa thì đúng là toàn nó sút ở góc đấy luôn. Đá này xin lỗi thì đá hay hơn đá hôm đá dài. Dài chán quá. Không cần về sân quen quá. Đá khác hẳn. Anh Hùng căng đấy. Anh Hùng gì căng vậy? Dài. Ok. Hay quá. Hay quá. Cố lên Hiền ơi em ơi. Ok. Hết bóng. Lên. Số hòa còn một phút nữa nhờ. Chúng ta đã cố gắng hết sức. Anh Hùng á. Đừng để anh gần quá. Chết. Hơi mệt. Mệt quá. Chạy. Cho mấy hết bóng hết giờ nhá. Hết hơi à em.
nghỉ nhá.